Phi Lan cảm ơn quý vị, và chúng ta đang nói chuyện với ông Phạm Trừng Anh, là một nhà biên khảo, là một nhà đấu tranh cho dân chủ. Ông đã đến với chương trình hôm nay để nói về những giai đoạn lịch sử thay đổi trong cuộc đời của ông và những điều ông muốn nói với chúng ta trong dịp mà tháng Tư Đen. Thưa ông, vậy theo như cái điều mà ông nói đó, thì Việt Nam cảm nhận ra rằng dưới một cái chế độ nào nó cũng có một cái người tốt và có những người xấu. Thế thì ông nhìn khi ông sống ở trong Việt Nam á, Cộng sản thì có, nói chung cái chế độ Cộng sản thì nó phải là lãnh đạo Cộng sản. Nhưng ông có tin rằng bên trong, bên cạnh đó thì có những người đã không còn là Cộng sản nữa không? Mà người ta bảo là bây giờ Việt Nam không phải là Cộng sản nữa, mà Việt Nam nó chỉ là xã hội chủ nghĩa hay như thế nào? Thì được cái nhận thức của ông như thế nào? Và với cái sự biên khảo về lịch sử đó, thì ông đánh giá những cái vấn đề đó như thế nào? À vâng, tôi phải tiếp tục cái câu trả lời trước. Nãy Phiên Đan nói là nếu kéo dài như vậy thì tôi phải khẳng định ngay là không có cái chữ nếu đó. Cái thực tế đã chứng minh là cái sự sụp đổ Cộng sản là tất yếu và phải xảy ra trong nay mai. Bây giờ là vỡ nợ không còn gì, lòng quân, lòng dân, tất cả mọi cái điều kiện nó hội đủ rồi. Chỉ chờ một điều kiện khách quan nó tác động như chúng tôi nói. Cái thứ hai là mà Phiên Đan vừa đặt vấn đề là cái xã hội nó thay đổi phải không ạ? Vâng. À, vâng. Cái chính thể, ngay thế cái này, chính thể của nó mà người ta nói là cái quan trọng nhất là thế này, dạ thưa, vâng đúng. Trong cái tập đoàn Việt Nam Cộng sản nó bán nước hiện tại ở cái bộ chính trị bây giờ nó chỉ có 4-5 thằng nó theo cái đế quốc mới Trung Cộng vì cái quyền lợi, vì sự khống chế. Nhưng có thể trong bộ chính trị một số mới họ mới vô đồng ý họ Cộng sản, nhưng mà họ cũng còn sót lại một chút lòng yêu nước. Còn sót lại chút lòng nước. Nhất là họ những người là họ thấy rằng họ không muốn chết chùm với lại cái mất nước, cũng không chết chùm với cái đám Cộng sản Việt Nam bán nước này, thì họ cũng phải đấu tranh nội bộ. Chưa kể dù nó Cộng sản hết, dù nó không thay đổi nhiều, nhưng mà nó vẫn đấu tranh, nó giành quyền lợi với nhau, thì tự cái sự đấu tranh nó tạo ra cái, nó tạo cái sự phân hóa, sự mâu thuẫn. Và cái sự mâu thuẫn của Cộng sản bây giờ nó đến tận cùng, tức là đấu tranh sống mãi một sống một còn để giành cái chức quyền. Tôi có thể nói rằng ở ngoài thì Hoa Kỳ với thằng Trung Cộng đấu trí thế nào thì trong bộ chính trị nó cũng thế. Và đặc biệt là những tướng lãnh, rất nhiều người yêu nước, người họ không có quyền lợi. Nhất là cái đơn vị mà họ nắm ngoài cái chiến trường thì họ không có cái quyền lợi kinh tế. Thì những người đó họ mới là vẫn yêu nước, họ thấy được vấn đề. Mà khi toàn dân đứng lên họ phải đứng về phía nhân dân, để họ tồn tại, để chuyển đổi lịch sử. Thì tôi tin rằng cái điều kiện khách quan nó sẽ tác động thôi. Vâng, thưa ông, nhiều người đang bi quan, cho rằng là cái sự hán hóa ngày nay tại Việt Nam, ngay cả họ xây lên một cái tượng gọi là tượng Khổng Tử, mà họ có thể nói là họ bỏ đi những cái tượng đài, nghĩa là những vị anh hùng Việt Nam, mà họ xây lên một cái tượng Khổng Tử như vậy để họ muốn cho cái người ta thấy rằng là cái mục tiêu hán hóa nó thực sự nó là có cái hay, cái đẹp trong cái ngôn ngữ của Trung Quốc. Là Trung Quốc bảo là người Trung Quốc thì họ hay cho cái con người ta sống phải có cái luân lý đạo đức của Khổng Tử, tức là tam cư ngũ thường, nghĩa lý trí tín. Vâng, những cái điều như vậy đó thì họ nói rằng họ theo những cái điều đó thì cũng là những cái điều tốt để cho cái dân tộc Việt Nam mình nó cũng sẽ trở thành tốt. Thì ông có nghĩ là cái điều đó nó sẽ thay đổi được cái con người Việt Nam dưới cái chế độ hiện tại bây giờ chúng ta thấy đang phá sản hoàn toàn về cái tinh thần đạo đức hay không? À thì thưa quý vị, là lịch sử đã chứng minh rằng, và chúng tôi nãy chúng tôi có đề cập, tức là cái tàu Hán nó lấy cái văn minh Việt thành suốt gần 1.000 năm nô lệ, mà chúng tôi cộng nó lại là chỉ có 859 năm, trừ những thời kỳ mình giành lại độc lập. Vâng. Nó cũng không Hán hóa được người Việt, bởi vì cái văn đó nó hóa nó là nằm trong tiềm thức Việt rồi, cái đó là của mình. Vâng. Còn anh Khổng Tử gọi là vạn thế sư biểu, là người thầy muôn đời của Hán tộc, thì đã phải ca tụng, phải lấy những cái tinh hoa ở trong kinh thư của Việt tộc để soạn thành, để giáo hóa cho người tàu.
Thành ra Khổng Tử mới nói là ngu thuật nhi bất tác, tín nhi hữu cổ, tức là theo sách ngày xưa chứ không phải là sáng tác nào. Thì cái bộ mà Tứ Ngũ Kinh là hoàn toàn viết bằng chữ khoa đầu, chữ nòng nọc của con người Việt. Vâng. Khổng Tử lấy ở đó. Mà Khổng Tử phải ca ngợi cái văn minh của phương Nam. Là cái nơi mà quân tử hành xử, cách hành xử là khoan dung bất báo vô đạo, khoan dung mà giáo hóa, bất báo vô đạo. Tức là cái nơi mà lấy cái sự khoan dung độ lượng để mà giáo hóa con người, không trả thù những kẻ tiểu nhân, đó là cái văn hóa của phương Nam. Thì còn cái văn hóa phương Bắc thì Khổng Tử nói là cái nơi mà là cái kẻ cường bạo ở đó, tức là Hán tộc du mục là xuất thân từ phía Tây Bắc tràn xuống xâm chiếm lãnh thổ nhà Hạ. Chúng tôi phục hồi được cái lịch sử của nhà Hạ là của người Việt đi Ngưu Thuấn rồi tới Hạ là tới Việt đó. Chứ không phải trước như nay là bảo của Tàu hết, không phải, nó làm chúng ta hiểu sai hết. Bây giờ người ta chứng minh được, nhà bác học Anderson của Hòa Lan nó chứng minh cái khảo cổ đó là cái xương người nền văn hóa nó ở phương Nam đi lên chứ không phải ở Tây Bắc đi xuống. Thì nó phục hồi cái sự thật lịch sử, những cái nền văn hóa Long Sơn Ngưỡng Thiều trước đây cũng tưởng là của Tàu, nhưng mà tôi nói thẳng, tôi là người đầu tiên dám đưa vào lịch sử, để dám thấy đúng là phải viết chứ không có sợ một điều gì. Bao giờ nó cũng khó khăn, nhiều người họ lại ngại những cái điều đó, bởi vì nó nhồi nhét mấy ngàn năm nay rồi, đâu phải dễ. Nó cuộc cách mạng mà phá vỡ trong những cái gì trong tiềm thức là cái khó khăn, nhưng mà sự thật lịch sử phải thấy thôi. Thì không thể nào Hán hóa được dân tộc mình bằng văn hóa, ngay cái cùng hữu nghị này. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có những cái công tác của văn hóa để tuyên truyền được, ngược lại bây giờ nó xây cùng hữu nghị phim ảnh Hán hóa, bây giờ ở Trung Quốc, bây giờ đến bây giờ Hà Nội nó xưng nhận là Nam Tử Hán, tại vì nó đọc kiếm hiệp Nam Tử Hán, tại sao đây mình là Nam Tử Việt, tại sao Nam Tử Hán. Một cách vô thức, giống như cái năm 2011-2010 chứ, cái tổ chức 1000 năm Thăng Long đóng cái bộ phim Lý Công Uẩn Đường Về Thăng Long, tài từ Tàu, tất cả Tàu chọn cái ngày gọi là ngày quốc khánh của thằng Tàu làm, nó không thích nữa. Thế nó bán nước rõ ràng. Thì tôi phải viết một cái bài phản biện lấy cái DNA của Mân Việt, tức là Lý Công Uẩn, họ Trần họ Lý, mình ở đó nhiều, tất cả mình là từ trên đó xuống đây mà. Thì chứng minh rằng đồng ý, nếu Lý Công Uẩn là người Tàu thì trên một nửa dân số người Tàu là gốc Việt hết, bởi vì DNA chứng minh. Cái đó là cái phản bác lại. Thì giống như cái Tập Cận Bình đi đâu nó rêu rao là thuộc quốc từ lâu đời, những cái đó sai lầm. Chính sách sử cổ Trung Quốc đã ghi chứng minh cái điều đó. Và tôi phải làm cái công tác đó để phục hồi lịch sử, để cho người ta thấy được đây là sự thật. Mà tiếc rằng mình chỉ một cá nhân, một vài anh em nhỏ nhoi, trong khi nó cả một hệ thống tuyên truyền. Dạ. Rồi mình anh em mình cứ tưởng là chúng ta biết lịch sử, ai cũng nghĩ vậy, mà thực tế là chúng ta có biết có lịch sử đó, nhưng mà không biết chu đáo thấu đáo tới nơi tận cùng và những cái kết quả mới nhất của khoa học. Chúng ta không biết, chúng ta không bảo con cháu chúng ta phải tìm sách sử mà đọc vào những cái mới nhất đó. Thành ra cái suy nghĩ nhiều người họ, anh em chúng ta nói một cách vẫn cứng kiểu lịch sử từ hồi cụ Trần Trọng Kim. Vâng. Đó là cây đại thụ, tôi là phục các cụ là đại thụ, nhưng mà mình phải tìm con đường mới và làm cuộc cách mạng tri thức ngay trong đó. Mình phục hồi cái sự thật lịch sử, chứ không phải là cứ tiền nhân nói ra thì chúng ta nghe. Không. Vâng. Thưa ông, thế thì đối với những cái sự mà ông cho rằng Hán hóa, và bây giờ muốn khôi phục lại cái Hán hóa đó, chúng ta phải đi lại từ những cái phong tục tập quán của người Việt. Thưa quý vị, tại sao Phiến Đan đặt những câu hỏi này với ông Phạm Trần Anh? Thì Phiến Đan mời quý vị tạm ngừng trong giây lát và chúng ta sẽ trở lại để quý vị nghe cái câu hỏi và cái câu trả lời nó liên quan tới nguồn gốc dân tộc Việt như thế nào. Xin cảm ơn quý vị.